Dạ, mình chào quý bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn và nhà vườn của Nhiên Lê nha. Hôm nay tiếp tục mình giao lưu phôi hoa giấy dán rất là đẹp quái luôn nha bà con. Hàng sạch sẽ. Sau đây bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn luôn ạ. Anh chào Nhiên. Dạ, em chào anh Liêm. Chào quý cô chú anh chị đang xem clip của em. Hôm nay em tiếp tục giao lưu phôi với mấy cô chú anh chị. Cô chú anh chị là hợp nhãn chốt ủng hộ nhà vườn em ơi cô chú anh chị. Rồi để không làm mất thời gian vào luôn mã số 1 luôn ạ. Em đo được hoành là 18. Tổng cao là 76. Bộ đế của nó sổ là 37. Cái mã số 1 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho một phôi hoa nhớ Mỹ mã 11. Mã số 1. Ủa mã số 1. Nhà vườn em là ba sống bò xứ toàn quốc mua 5 tặng 1 của chú anh chị. Số 2 em đo được hoành là 15. Tổng cao là 56. Bộ đế của nó sổ là 40. Cái mã số 2 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã số 2 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 2 lên tiếp tục mã số 3. Số 3 em đo được hoành là 21. Tổng cao là 59. Của đế của nó sổ là 48. Cái mã số 3 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã số 3. Rồi em xuống mã số 3 lên tiếp tục mã số 4. Số 4 đo được hoành là 16. Tổng cao là 70. Bộ đế của nó sổ là 40. Cái mã số 4 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã số 4 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 4 lên tiếp tục mã số 5. Mã số 5, một cây rất là to quái luôn nha bà con. Số 5 đo được hoành là 36. Tổng cao là 79. Đế sổ dài miên man. Đế sổ là 57. Cái mã số 5 này em xin giao lưu là 450.000. 450.000 một cây to luôn cô chú anh chị. Rồi em xuống mã số 5, tiếp tục mã số 6. Tiếp tục mã số 6. Em đo được hoành là 17. Tổng cao là 63. Bộ đế của nó sổ là 46. Cái mã số 7 này, ủa cái mã số 6 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho mã số 6 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 6 lên tiếp tục mã số 7. Mã số 7 em đo được hoành là 16. Tổng cao là 60. Bộ đế của nó sổ là 36. Cái mã số 7 này em xin giao lưu là 170.000. 170.000 cho mã số 7 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 7 lên tiếp tục mã số 8. Số 8 em đo được hoành là 22. Tổng cao của nó là 62. Bộ đế của nó sổ là 52. Cái mã số 8 này em xin giao lưu là 180.000 cho một cây đế dài luôn của chú chị. Đế dài miên man 180.000. Rồi em lên tiếp tục là mã số 9. Em đo được hoành là 26. Tổng cao cây là 59. Bộ đế của nó sổ là 43. Cái mã số 9 thì em xin giao lưu là 300.000. 300.000 cho mã số 9 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 9 lên tiếp tục là mã số 10. Số 10 em đo được hoành là 24. Tổng cao là 62. Ở đây của nó sổ là 44. Cái mã số 10 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho mã số 10 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 10 lên tiếp tục là mã 11. Mười một đo được hoành là 24. Tổng cao là 59. Ở đây có sổ là 35. Cái mã 11 này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho mã 11 luôn ạ. Rồi em xuống mã 11 lên tiếp tục là mã 12. 12 em đo được hoành là 20. Tổng cao là 60.
Bồ đề của nó sổ là 40. Cái mã 12 này em xin giao lưu là 280.000. 280.000 cho mã 12 luôn ạ. Rồi em xuống mã 12 lên tiếp tục là mã 13. Nhà vườn em là bao sắm bao ship, mua 5 tặng 1 thôi cô chú anh chị. Em đo được hoành là 18, tổng cao là 68. Bộ đế của nó sổ là 40. Cái mã 13 này em xin giao lưu là 280.000. Cây này nó già, cây nó lên cái nước da bóng lộng luôn. 280.000 cho mã 13. Màu sô-cô-la. Sô-cô-la. Lên tiếp tục là mã 14. Nó được hoành là 20. Tổng cao của cây là 56. Bộ đế của nó sổ là 36. Cây mã 14 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho một phôi hoa giá Mỹ mã 14. Rồi em lên tiếp tục là mã 15. Một cây dáng bay, em đo được hoành là 28. Tổng cao của cây là 70. Bộ đế của nó sổ là 40. Cái mã 15 này em xin giao lưu là 300.000. 300.000 cho mã 15 luôn ạ. Một cây dáng bay. Rồi em xuống mã 15 lên tiếp tục mã 16. Đo được hoành là 26. Tổng cao là 74. Bộ đế của nó sổ là 44. Cái mã 16 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 16 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 17. Em đo được hoành là 20. Tổng cao là 56. Bộ đế của nó sổ là 43. Cái mã 17 này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho mã 17 luôn ạ. Nhà vườn em là bao sắm bao xếp toàn quốc cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua 5 phôi em tặng thêm 1 phôi luôn ạ. Em đo được hoành là 22. Tổng cao là 64. Bộ đế của nó sổ là 39. Cái mã nhiêu anh? Cái mã 18 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 18 luôn. Rồi em xuống mã 18 lên tiếp tục là mã 19. 19 em đo được hoành là 26. Tổng cao là 58. Bộ đế của nó sổ là 48. Cái mã 19 này em xin giao lưu là 450.000. Hoành cũ đó sao anh? Tổng hoành cũ của nó là 60 cô chú anh chị. 450.000. 450.000 cho mã 19 luôn ạ. Rồi em xuống mã 19 lên tiếp tục mã 20. Mã 20 em đo được hoành là 28. Tổng cao là 58. Bộ đế của nó sổ là 36. Cái mã 20 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho mã 20 luôn ạ. Rồi em xuống mã 20 lên tiếp tục mã 21. Em đo được hoành là 17. Tổng cao là 49. Bộ đế của nó sổ là 34. Cái mã 21 này em xin giao lưu là 160.000. 160.000 cho phôi hoa giấy mã 21. Rồi em lên tiếp tục là mã 22. 22 em đo được hoành là 21. Tổng cao là 55. Bộ đế của nó sổ là 34. Cái mã 22 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho phôi hoa giá Mỹ mã 22 luôn ạ. Rồi em xuống mã 22 lên tiếp tục là mã 23. 23 là một cây dáng bay của chú anh chị. Nó được hoành là 26. Tổng cao cây là 75. Bộ đế của nó sổ là 45. Cây mã 23 này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho mã 23 luôn cô chú anh chị. Mặt hoa của nó là màu hồng cánh sen nhĩ trắng cô chú anh chị.
Em đo được vành là 19. Tổng cao là 59. Bộ đế của nó sổ là 39. Cái mã 24 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho mã 24 luôn ạ. Rồi em xuống mã 24 lên tiếp tục mã 25. Cây dáng bay. Cây dáng bay cô chú anh chị. Em đo được hoành là 26. Tổng cao của nó là 62. Hết hồn. Bộ đế của nó sổ là 46. Cây mã 25 này em xin giao lưu là 250.000. Cây này là dáng bay của chú anh chị. 25 250.000. Dáng nó như thế này. 25 250.000. Rồi em xuống mã 25 lên tiếp tục mã 26. Đo được hoành là 19. Tổng cao là 59. Bộ đế của nó sổ là 34. Cái mã 26 này em xin giao lưu là 130.000. Mini bonsai của chú anh chị. 130.000 cho mã 26. Rồi em lên tiếp tục là mã 27. Em đo được hoành là 19. Tổng cao của nó là 60. Bộ đế của nó sổ là 40. Cây mã 27 này em xin giao lưu là 230.000. Cây này là dán thú của chú anh chị. 27 230.000 cho một cây dán thú luôn. Rồi em xuống mã 27 lên tiếp tục mã 28. Nó được hoành là 25. Tổng cao là 57. Bộ đế của nó sổ là 36. Cây mã 28 này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho mã 28 luôn ạ. Rồi em xuống mã 28 lên tiếp tục mã 29. 29 em đo được hoành là 18. Tổng cao là 43. Bộ đế của nó sổ là 30. Cây mã 29 này là một cây mini bonsai nghe cô chú anh chị. Em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 29. Rồi em xuống mã 29 lên tiếp tục mã 30. 30 em đo được hoành là 18. Tổng cao là 68. Bộ đế của nó sổ là 43. Cái mã 30 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho một pho hoa nhớ Mỹ mã 30. Rồi em xuống mã 30 lên tiếp tục mã 31. Ba mươi mốt đo được hoành là 29. Tổng cao là 55. Bộ đế của nó sổ là 37. Cây mã 31 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho mã 31 luôn. Rồi em xuống mã 31 lên tiếp tục mã 32. Ba mươi hai đo được hoành là 28. Tổng cao là 58. Bộ đế của nó sổ là 38. Cái mã 32 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho mã 32 luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã 33. Em đo được hoành là 20. Tổng cao là 60. Bộ đế của nó sổ là 39. Cái mã 33 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho mã 33 luôn ạ. Rồi em xuống mã 33 lên tiếp tục mã 34. Đo được hoành là 26. Tổng cao là 55. Còn đấy của nó sổ là 34. Cái mã 34 này em xin giao lưu là 160.000. 160.000 cho mã 34. Nhìn ông ghi số 6 nó cười quá.
Rồi lên tiếp tục là mã 30 25 anh. Ông đó được hoành 28. Ok, da bóng lộng luôn. Rất là đẹp. Tổng cao là 60. Bộ đấy của nó sổ là 40. 350. Cái mã 36 này em xin cho lưu là 350.000. 350.000 cho mã 36 luôn ạ. Rồi, em xuống mã 36 lên tiếp tục mã 37. 37 em đo được hoành là 20. Tổng cao là 57. Bộ đế của nó sổ là 40. Cái mã 37 này em xin giao lưu. Em xin giao lưu là 180.000. Bao sóng bao ship toàn quốc. Mua 5 tặng 1 luôn cô chú anh chị. Em lên tiếp tục là mã 38. Em đo được hoành là 25. Tổng cao là 59. Bộ đế của nó sổ là 38. Cái mã 38 này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho mã 38 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 39. 39 đo được hoành là 23. Tổng cao là 53. Bộ đế của nó sổ là 36. Cái mã 39 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho mã 39 luôn ạ. 45 cây dưới giỏ. Rồi em lên tiếp tục là mã 40. Em đo được hoành là 32. Tổng cao là 87. Bộ đế của nó sổ là 48. Cái... đo hoành đế luôn. Hoành đế của nó là 65. Cái mã 40 này em xin giao lưu là 800.000. 800.000 cho một cây to rất là đẹp luôn cô chú anh chị. 40 800.000. Rồi mã 40 này cũng là mã cuối clip của em. Cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em ạ, rất là nhiều ạ. Rồi em xin cảm ơn ạ. Rồi em cảm ơn Duyên Lê nha. Mến chào bà con. Chúc bà con xem clip thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo ạ.